Trong tiết mục giờ chia sẻ ngày hôm nay, chúng tôi muốn quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện mà khi mà chúng ta nhắc đến tên thôi thì đôi khi mọi người sẽ có rất nhiều những dấu chấm hỏi, không biết là câu chuyện này thực hư như thế nào. Quý vị và các bạn có từng nghe định nghĩa ngoại tình tư tưởng là như thế nào chưa ạ? Có rất nhiều những ý kiến cho rằng nó chỉ xảy ra khi một trong hai người là vợ hoặc chồng có ý định là có tình ý với một đối tượng khác. Ngoại tình tư tưởng không phải là một vấn đề hoàn toàn mới và đôi khi nhiều người nghĩ đó là một vấn đề hoàn toàn vô hại thôi. Tuy nhiên nhiều người thì lại cho rằng họ không ngoại tình mà họ chỉ tạm thời sai nắm một người khác thôi. Vâng ạ, từ trước đến nay thì những người mà có một cái tư tưởng để ý đến người khác trong một mối quan hệ hôn nhân của mình ấy thì không phải là ít đâu anh Cường ạ. Và tôi tin chắc chắn rằng là bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đã từng gọi là say nắng một cái mối quan hệ nào khác. Thế nhưng mà thực sự là chúng ta có đang ngoại tình tư tưởng hay không, và dấu hiệu nhận biết như thế nào, cũng như là cách để chúng ta có thể xử lý những cái tình trạng về tâm lý cũng như là cảm xúc như thế này để có thể đảm bảo được hạnh phúc của gia đình, thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình Giờ Chia Sẻ. Tôi là Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn tâm lý. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến ngoại tình, chúng ta thường thường hình dung đến chuyện là một người đàn ông, một người phụ nữ có tình cảm, tình yêu, có những cái hẹn hò, thậm chí có những cái cuộc hẹn để quan hệ tình dục. Nói đến đây, chúng ta sẽ hình dung đến chuyện là đi nhà nghỉ rồi có con có cái với nhau, hoặc là đại loại là như thế. Nhưng thực tế cuộc sống thì nó có một cái loại hình ngoại tình mà thật sự với hai người 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 trong trong cuộc ấy chưa hề gặp nhau, người ta gọi đó là ngoại tình tư tưởng. Có người thì cho rằng đây không phải là ngoại tình, có người thì cho rằng ngoại tình tư tưởng cũng là một dạng ngoại tình đặc biệt. Vậy thì tôi muốn chia sẻ thế này, chúng ta đã đặt cho nó một cái tên, chắc chắn là nó tồn tại ở trong cuộc sống. Mình cứ tưởng tượng ra chồng mình hay vợ mình có tình cảm yêu thương với một người như là một cô làm cùng này, hay là bất cứ một cái người nào đó mà anh ấy gặp, cô ấy gặp ở trong cuộc sống, nhưng mà cái mối tình đó chỉ ôm ấp ở trong lòng, ngày nhớ đêm mong, ngẩn ngơ nghĩ nhiều đến người ta, tơ tưởng đến người đó, ôm ấp cái hình bóng người đó, thậm chí mất ăn mất ngủ về cái hình bóng của người đó. Thì mặc dù là chồng mình hay vợ mình chưa hề gặp cái người kia, thậm chí cái người kia còn chưa chắc đã biết rằng vợ mình hay chồng mình có gọi là được thích hay được yêu, thì đấy gọi là ngoại tình tư tưởng. Ngoại tình tư tưởng nó giống như bất cứ một cái hình thức ngoại tình nào, trừ trường hợp hai người đó chưa có bất cứ một cái sự tiếp xúc về mặt thể xác hay là sự gặp gỡ nào. Có một chị có chia sẻ với tôi như thế này: em xinh, em đẹp, em công dung ngôn hạnh, em có thu nhập, em thậm chí thu nhập của em còn tốt hơn chồng, đi đâu ai cũng khen em là xinh hơn chồng, có hình thức hơn chồng, thậm chí là em rất đối nội đối ngoại rất là tốt, đôi bên gia đình rất là quý mến em có hai đứa con, một trai một gái như trong mộng, ai cũng nghĩ rằng vợ chồng em là một cặp rất là đôi lứa xứng đôi. Thế mà một ngày em phát hiện ra chồng em lại có ngoại tình tư tưởng với một chị trưởng phòng, chị ấy là sếp của anh ấy. Mặc dù em theo dõi, em phát hiện ra rằng họ chưa hề, chị kia không hề biết là chồng em yêu chị ấy, và chồng em thì cũng chưa thể có những cái biểu hiện gì nó quá đáng, nhưng mà anh ấy thường xuyên vào trong Facebook của chị ấy, theo dõi từng những cái trạng thái chị chia sẻ, like từng cái ảnh của chị ấy, thậm chí anh ấy để cái hình ảnh của chị đó là trở thành cái hình nền của điện thoại của anh đó. Và có hôm em bắt gặp là anh ấy mở cái hình ảnh của chị đó ra, ngồi mặt tần ngần ngắm thật là hồi lâu. Vậy thì đấy có phải là ngoại tình tư tưởng không? Và em có lỗi gì? Và tại sao em vợ chồng em lại ngoại tình tư tưởng trong khi thì em tốt, em đẹp đến như vậy? Thì xin thưa, bản chất của ngoại tình đó là người ta đi tìm kiếm cái thứ mà vợ mình hay chồng mình không có được. Một người có một cô vợ rất là xinh, rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, có khi lại bị hớp hồn, có khi lại bị cuốn hút bởi một người phụ nữ rất mạnh mẽ, rất quyết đoán. Rồi một một người đàn ông có một cô vợ rất là giỏi giang, đảm đang, cái gì cũng chủ động, cái gì cũng làm hết, thậm chí còn là nóc nhà, là trụ cột gia đình, thì có khi lại phải lòng một người phụ nữ nhỏ nhẹ, cái gì cũng dạ, cái gì cũng thưa. Bản chất của ngoại tình đó là tìm kiếm một thứ mà ở mình đang thiếu, đúng không?
Thế thì đừng có tự tin rằng mình xinh, mình đẹp, mình giỏi thì chồng mình hay vợ mình sẽ không ngoại tình. Mọi người cũng có thể hỏi tôi rằng là chúng tôi có thể làm gì, có thể kiện được không? Cái chuyện ngoại tình tư tưởng có vi phạm pháp luật hay không? Thì phải xin thưa rất tiếc cho đến bây giờ, ngoại tình tư tưởng không phải là cái lỗi, không phải một cái tội, không được ghi trong bất cứ một bộ luật hình sự nào hay một bộ luật dân sự hay luật hôn nhân gia đình. Bởi vì tất cả cái đó nó diễn ra trong đầu của một con người. Chỉ có là người vợ hay người chồng sống chung với chồng hay vợ của mình có tinh ý một chút thì mới nhận ra rằng chồng mình đang có những bóng hình người khác ngoài mình ra thôi. Vì vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể dùng cái luật này hay luật khác để mà xử lý được các cái vụ ngoại tình tư tưởng. Cũng có người nói rằng ôi thế thì cứ để cho anh ấy ôm ấp hay cô ấy cứ ôm ấp cái hình bóng ở trong đầu. Nó chẳng ảnh hưởng gì, không hẹn hò, không đi ngủ với nhau, không có nhà nghỉ, cho nên cũng không gây hậu quả nghiêm trọng. Thì thật ra nói thế cũng một phần đúng, nhưng không đúng hoàn toàn. Cái gì người ta khát khao, người ta ôm ấp ở trong lòng, rồi biết đâu một ngày nào đó những cái khát khao, cái thôi thúc ấy, nó dẫn đến ngoại tình thật. Lúc này người ta còn đang tỉnh táo, người ta đang cân nhắc cái chuyện là chưa dám thổ lộ cái tình cảm với cái người mà mình ôm ấp ở trong tim. Nhưng mà rồi cái nỗi nhớ cứ cồn cào, tình yêu cứ ngày một lớn dần. Mà khi cái gì mà người ta không có được ấy thì nó lại càng, cái khát khao nó càng lớn. Rồi đến một ngày nào đó người ta mạnh dạn, người ta nhắn tin, người ta tỏ tình với cái người mà người ta ôm ấp bấy lâu nay. Nếu lại gặp phải đối tượng kia, người ta cũng gật đầu một cái thì chắc chắn chúng ta đã sang một cái hướng khác rồi. Nó đã chuyển từ ngoại tình tư tưởng sang ngoại tình có hành động. Ngay cả người ta sẽ chẳng hẹn hò nhau thì nó cũng có hại, có những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Ví dụ như ai cũng có một cái đầu, một ngày cũng có 24 tiếng, cũng có hai bàn tay. Nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian để tâm tưởng, người suy tư rồi nghĩ ngợi, rồi nhớ nhung về cái một cái người xa lạ nào đó thì chúng ta sẽ không còn thời gian dành cho vợ mình, chồng mình, không còn thời gian để chăm sóc gia đình và con cái. Vậy cũng có hại chứ ạ, đúng không? Và đặc biệt là khi mà nó bị lộ ra thì cái người đối diện cảm thấy vô cùng bị tổn thương. Hóa ra bao lâu nay anh ấy nằm cạnh mình như đầu óc anh ấy để đến người kia. Và đã khá nhiều trường hợp chỉ vì những phát hiện ra vợ hay chồng mình mà có ngoại tình tư tưởng, mà cuối cùng thì vợ chồng đã mâu thuẫn, xích mích, cãi lộn nhau. Không ít trường hợp mà không kiềm chế được cảm xúc đã dẫn tới ly hôn. Có một chị phụ nữ có gửi cho tôi cái tin nhắn rằng là gần đây phát hiện chồng rất là thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí hạn chế cả cái việc mà giao tiếp vợ chồng nữa cơ. Đêm nằm ngủ một gác chân anh còn hất ra, thậm chí cả tháng anh cũng không đụng chạm gì đến nhau. Và chị hỏi là có phải chồng chị ấy đang có cái biểu hiện ngoại tình tư tưởng không? Trước hết thì tôi phải khẳng định rằng tôi không thể là thầy bói để có thể kết luận đây là 100% là ngoại tình tư tưởng. Người đàn ông thờ ơ với vợ, một người đàn ông lạnh nhạt với vợ có thể có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể đợt này anh ấy ở cơ quan có rất là nhiều vấn đề, hay trong cuộc sống có những điều mà anh ấy đang bất an, đang lo lắng. Anh đang ôm ấp để một cái sự thăng tiến nào đó trong công việc nhưng cuối cùng lại bị cản trở, vân vân. Rất nhiều thứ để khiến người đàn ông sao nhãng. Tuy nhiên thì chị cũng có quyền nghĩ đến chuyện rằng là cuộc sống vợ chồng bao lâu nay nó nhàm chán rồi. Biết đâu ông ấy lạnh nhạt với mình bởi vì ông ấy đang ôm ấp một bóng hồng nào đó. Trước hết là thôi cứ mình cứ gọi là đánh nhầm còn hơn bỏ sót, đúng không? Mình cũng không thể thấy chồng mình cứ lạnh nhạt rồi mình cứ bảo kệ rồi mặc được. Mình cũng phải thể hiện quan tâm. Ít nhất việc đầu tiên mình bị đánh động, mình không quy chụp là có phải anh ngoại tình không hay anh có cô nào. Mà nói rằng là dạo này em thấy anh cứ sao sao ấy, có chuyện gì không anh? Thế em có đủ tin tưởng để anh chia sẻ không? Làm sao làm sao? Cái việc này nó rất là hay. Việc đầu tiên là khẳng định cho chồng mình biết mình là một người phụ nữ thật sự tinh tế, thật sự để ý. Anh ấy thật sự là xúc động khi là bất cứ một cái gì vợ cũng nhận ra. Cho nên là việc đầu tiên thì phải nhắc cái điều đó. Cái việc thứ hai đó là mình cùng nghĩ ra những hoạt động chung để dành cho gia đình. Lâu rồi nhà mình chưa đi nghỉ mát, mấy hôm nữa mùng 2 tháng 9 hay là cả nhà đi Hạ Long đi. Em thật sự ra nói thế chứ Hạ Long mới đi có 4 lần. Mình làm những cái biện pháp để hâm lại cái cuộc sống vợ chồng gia đình. Mục đích của nó để được củng cố. Cũng giống như một người mà để tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể để cho nó không bệnh tật ấy, thì người ta phải uống gì ạ? Uống thuốc bổ, ăn uống đầy đủ, giữ cho cái chế độ sinh hoạt lành mạnh.
cơ thể cường tráng thì sẽ đẩy lùi bệnh tật. Người ta nói là thân cường thì bệnh lụi, đúng không? Nếu mà cuộc sống gia đình rất là vui vẻ, ấm cúng thì người ta chẳng hơi đâu mà phải nghĩ đến những người khác rất là nhiều. Điều thứ ba chị có thể quan tâm đó là để ý đến những thứ mà nãy tôi để ý đấy ạ. Anh ấy có rút lui, anh có những cuộc hẹn mờ ám hay không? Anh có chui vào trong nhà vệ sinh ngồi đấy chát chít gì không? Hay là có những cái khu, những ảnh lạ để mà cất đi, những cái kho ảnh để mà thỉnh thoảng lôi ra ngắm, vân vân. Tất cả những cái đó mình cũng có thể, bởi vì ngoại tình bao giờ người ta cũng tạo ra một cái góc rất là riêng, mà để mỗi khi người ta buồn nó chui vào đấy để nhâm nhi, là một góc rất là bí mật của riêng mình. Mình để ý để mình phát hiện ra có cái đó. Có cái đó nó có tí bằng chứng rồi, sau đấy mình có thể nói thẳng trực tiếp với anh ấy, nó không có vấn đề gì. Đấy, khi mà mình nó có được một tí cái bằng chứng thì mình nói chuyện. Còn khi mới chỉ mù mờ thôi, chưa có bất cứ một điều gì, thì tốt nhất là ta hãy làm cho cuộc sống gia đình nó có những cái vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn, thậm chí là nó sinh động hơn. Thì tôi nghĩ đấy là một cái cách mà là khôn ngoan. Rất là nhiều người thì cho rằng ngoại tình tư tưởng thì chủ yếu là những chị em phụ nữ, những người mơ mộng, nhưng không phải. Bản chất là ngoại tình đó là người ta, tôi đã nói rồi mà, là người ta đi tìm kiếm những thứ mà trong nhà mình không có được. Đàn ông cũng thế chứ. Tất nhiên đàn ông thì cái khả năng biến từ ngoại tình tư tưởng trở thành ngoại tình thật ấy, cơ hội nó lớn hơn. Có thể là anh ấy đầu tiên thì chỉ ôm ấp bóng hình của một cái cô cùng phòng, hay là một cái cô làm cùng cơ quan, hay là một cái người mà vẫn hàng ngày đi ngang qua phòng làm việc của anh ấy. Nhưng đàn ông thì đôi khi ngồi cứ ôm ấp như thế, ôm ấp một mối tình suông, nó không lâu đâu. Thế nào rồi cũng sẽ có lúc nghĩ đến chuyện là xin số điện thoại, rồi làm quen, rồi xin Zalo, rồi chat, rồi chít, rồi thả thính, và biến một cuộc ngoại tình tư tưởng thành một cuộc ngoại tình gây hậu quả nghiêm trọng. Mọi người cũng sẽ hỏi thế thì dựa vào đâu để có thể phát hiện sớm một người vợ hay người chồng của mình có cái mối quan hệ ngoài luồng mà lại chỉ ở trong tư tưởng thôi. Thì việc đầu tiên chúng ta phải để ý đến, thứ nhất là thần thái. Người ta nói rằng là có hai thứ khó giấu, đó là tình yêu và rượu. Người say rượu thì chắc là khó giấu lắm, và người yêu cũng vậy. Cái việc thứ hai là thể hiện cái sự thờ ơ đối với cuộc sống gia đình. Ban nãy tôi nói rồi, vì đã dành thời gian nghĩ về người kia, tâm tưởng đến người kia, sẽ không còn thời gian để mà dành cho gia đình nữa. Đặc biệt cái điều thứ ba lưu tâm, có những cái sự mờ ám nhất định. Ví dụ như chắc chắn là điện thoại thì cũng giấu kỹ hơn, để mật khẩu nhiều hơn. Trước đây thì đi tắm có thể cứ vứt điện thoại ở đây ở đó, bây giờ thì cũng thấy cài tầng tầng lớp lớp những cái mật khẩu để bảo vệ. Tôi là một người đàn ông làm cái nghề tư vấn tâm lý 30 năm rồi, và cũng thường xuyên đi khuyên mọi người. Thì có chị nghĩ rằng là chắc là tôi chỉ nói miệng thế, chứ anh cũng là đàn ông. Thế thì chị mới hỏi thách đố tôi một câu rằng là nếu như anh là một người đàn ông, một lúc nào đó anh đem lòng để ý đến một người phụ nữ khác không phải là vợ mình, thì anh làm gì? Tôi thì cũng là một con người bình thường, chẳng phải thánh phải thần gì, cho nên rất có thể cũng có thể một lúc nào đó tôi ngoại tình tư tưởng. Nhưng mà tôi đã được sống bằng nhiều cuộc đời, tôi đã chứng kiến nhiều sự đổ vỡ, nhiều những cái hôn nhân sộc sạch rồi, mình cũng không dại gì để mình biến cái ngoại tình tư tưởng thành ngoại tình thật ấy. Ôm ấp thì thôi, ôm ấp thế thôi, nhưng mà luôn luôn đặt vợ mình lên trên bàn cân với cái bóng hồng nào đó đi, để thấy rằng vợ mình đến với mình từ cái ngày hai bàn tay trắng, từ cái ngày hai vợ chồng mới có một cái xe máy, từ cái ngày mà sinh đứa con đầu lòng mà vợ chồng chở nhau trên xe máy chứ chẳng có tiền mà gọi taxi. Thời đấy đói khổ như thế nào, vất vả gian nan như thế nào, đồng hành cùng với nhau suốt một chặng đường dài như thế nào. Có những lúc lương mình mới có được 3 triệu đồng một tháng, cô cũng vui vẻ như thế nào. Biết nghĩ đến nhiều điều đó, biết trân trọng những giá trị ở cái người bạn đời của mình, thì ta nghĩ rằng kể cả bóng hồng bên ngoài có đẹp đến đâu đi chăng nữa, cũng không bù lại, cũng không sánh nổi với lại cái người mà đàn ông hay người phụ nữ ở bên cạnh mình. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã lắng nghe, theo dõi giờ chia sẻ.